dép nó có tĩnh điện, phải mang dép, nếu phải mang dép như vậy là đủ bình thường. Xong thôi chứ đứng như thế nè, hai tay cũng đảo là không mang dép lên phải vận hành cái máy này, không có mang dép không được. Bây giờ đó mang dép bình thường tĩnh điện á, anh lấy cọng dây điện anh cột vô mấy con ốc này nè, cột vô cây vô ốc chân á, cái sắt kia xuống đất vậy thôi.